Những ghi nhận tiếp theo thực hiện tại huyện Côn Đảo. Thưa quý vị, Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 3 cho cán bộ chiến sĩ và người dân trên địa bàn. Cụ thể, từ ngày 2 đến ngày 11 tháng 8, Trung tâm sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho 1.400 người, trong đó khoảng 800 người được tiêm mũi 1 và 605 người sẽ được tiêm mũi 2. Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng lần thứ 3 tại Côn Đảo, Sở Y tế đã cấp bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế cũng như chỉ đạo Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Côn Đảo chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện cho công tác tiêm phòng vaccine COVID-19 và xử trí phản ứng sau tiêm chủng. Khi đến tiêm, mọi người dân đều được đo thân nhiệt, khai báo y tế, khám sàng lọc trước tiêm, khai báo về tình trạng sức khỏe, bệnh lý nền và các mũi tiêm chủng trong thời gian gần đây để cán bộ y tế đưa ra chỉ định phù hợp. Quy trình tiêm vaccine COVID-19 tuân thủ nghiêm ngặt theo đúng quy định của Bộ Y tế. Sau khi tiêm vaccine, tất cả mọi người đều được yêu cầu ngồi nghỉ ngơi và được nhân viên y tế theo dõi tình trạng sức khỏe trong vòng 30 phút. Khi ra về, người được tiêm vaccine tiếp tục tự theo dõi sức khỏe bản thân trong vòng 7 ngày tiếp theo. Như vậy, sau đợt 3 này, huyện Côn Đảo sẽ có trên 6.000 người được tiêm vaccine phòng COVID-19, với mục tiêu cao nhất là tạo miễn dịch cộng đồng trong điều kiện Côn Đảo nằm biệt lập, cách xa đất liền, điều kiện về y tế còn nhiều hạn chế. Điều này cũng giúp Côn Đảo sớm trở lại trạng thái bình thường mới, tập trung phát triển kinh tế xã hội, tính tới các phương án như mở cửa đón khách du lịch, những người có đủ điều kiện để đi lại. Chiều qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Côn Đảo, Hội Chữ thập đỏ huyện và một số cơ quan ban ngành đã phối hợp tổ chức hỗ trợ khẩn cấp cho 23 ngư dân gặp hoàn cảnh khó khăn, đã có nhiều ngày trên biển thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những ngày qua, khi thực hiện chỉ thị 16, 23 ngư dân huyện Côn Đảo đã bám trụ với các ghe tàu, đò, vừa nhằm trông coi tài sản, vừa không lên bờ để phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Do đó, nguồn thức ăn và một số vật dụng thiết yếu dần cạn kiệt. Nắm được thông tin, đồn biên phòng Côn Đảo đã thống kê danh sách các tàu cần hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời thông báo lên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của huyện. Ngay sau đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Côn Đảo, Hội Chữ thập đỏ huyện và một số cơ quan ban ngành đã phối hợp tổ chức trao 23 phần quà, mỗi phần gồm 10 kg gạo, mì gói, trứng gia cầm, dầu ăn, nước mắm, rau xanh, nước rửa tay sát khuẩn, kem đánh răng cho các cư dân. Tổng số quà trao lần này trị giá hơn 15 triệu đồng. Thưa quý vị, dù chưa ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, nhưng những ngày qua, huyện Côn Đảo cũng dồn mọi nguồn lực chủ động triển khai các giải pháp để phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Đặc biệt, các lực lượng chức năng của huyện tăng cường công tác tuần tra kiểm soát nhằm kịp thời phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy định về giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Huyện Côn Đảo đã thành lập 2 đội kiểm tra liên ngành, gồm có lực lượng công an, quân sự, biên phòng, đội trật tự đô thị, tổ chức hơn 300 lượt tuần tra kiểm soát việc thực hiện chỉ thị 16 trên các tuyến đường, khu vực công cộng của huyện. Bên cạnh việc tuyên truyền nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, các đội tuần tra cũng phát hiện lập biên bản xử lý hơn 30 trường hợp vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Các chốt kiểm soát tại các bến, các cửa ngõ ra vào trung tâm huyện Côn Đảo cũng thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện lưu thông, tàu thuyền ra vào cảng, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch theo chỉ thị số 16.